Khánh xin chào ông bà cô chú anh chị thân yêu. Sáng nay thì Mận Năm rủ mình xuống nhà của mẹ ruột Mận Năm chơi. Mình thì hồi nọp đến giờ chưa có xuống đây lần nào hết á, thì mình biết cái hướng thôi, rồi mình đi xuống. Mận Năm thì xuống trước rồi, mình nghe Mận Năm nói là bữa nay thì ở bên nhà Mận Năm có đám đó, đám giỗ của mẹ Mận Năm. Rồi mình thì sẵn dịp mình xuống chơi thôi chứ còn không phải mình đi đến chỗ. Tại vì bữa nay lâu lâu mỗi năm mới xuống về nhà mẹ một lần. Vậy cái mình xuống tới đây vậy cái mỗi năm nói cháu, cháu này là cháu ngoại, phải không con? Cháu ngoại của dì Tư là chị của mỗi năm. Vậy nó ra chạy xe đạp ra nó rước mình vô nhà. Mời các bạn cùng đi với mình. Bây giờ cậu Út ở đây chỉ có một mình thôi. Dễ đi Hiên Khánh. Dạ. Mà năm xuống hồi mấy giờ hả? Mở đi hồi 5:30 á, mở cái chợ mà mua đồ. Sao mà đi sớm vậy? Mua đồ đặng xuống ngay đặng làm. Mở đi hồi thấy đường chưa? Thấy đường cũng mờ rồi. Đặng ghé chợ mua đồ. Con mới tới ha. Đi vô nhà mở. Kìa kìa đưa mở năm đi qua. Đâu mở năm hết cái mùa mấy xài với gì kia quất hả? Thôi dạ, cảm ơn hai chị em nha. Đi vô dạ. Hồi sáng mình Khánh đi ngang chợ Hòa Lộc cái Khánh ghé Khánh mua. Cái này con của cô Sáu, em của Dũng Bãi. Dạ. Thôi chú. Ở má con cái nào quay gì vậy? Dạ. Biết né cái gì vậy? Bên đây là nhà của cậu Út, mà bữa hẳn cậu Út cũng nói với mình là nhà tình thương. Rồi người ta xây cho cậu Út mà cậu Út bù thêm 20 nữa mới đủ, 20 hai mấy gì đó mới đủ. Bên đây nó không năm là nhiêu mà năm cho tiền rồi cái không đủ cái phải bù vô mấy chục triệu mới này mới làm. Dạ. Làm cái bề ngoài chứ còn tâm đâu còn kìa. Cậu Út nói là mấy chục triệu thì cậu Út cũng hốt hụi trước. Hốt hụi rồi đi mừng mướn á. Tỏ lại rồi. Cô Út. Đây nè. Cái này con của cô Sáu nữa là em của ông xã em. Cháu gì vậy? Cháu kêu em mở nó là bầu. Mời hai chị em ngồi. Có gì nữa Khánh làm không? Thế nè, mở làm cũng mua quá xong rồi. Ngồi đi cưng. Dạ. Ở nhà sáng giờ nấu phụ chơi mua đồ hả? Bạn mua đồ. Một mình nè, ở có một mình nè. Rồi tới đám tiệc cái mợ chị em về xuống thì gom gì làm mình cúng. Ủa còn nhà dưới đây là nhà cũ hồi xưa hả? Hồi xưa á. Rồi người ta thấy vậy á, rồi cái người ta thấy nó bệnh là vậy. Là hồi xưa là nhà cổ ở nhà này. Rồi bắt đầu người ta thấy ông bà chết rồi đó, thấy nó bị bệnh á, nó không có bao giờ nó làm nổi hết, cái người ta mới thấy, người ta mới giúp. Dạ. Cũng như em của mợ nó cũng không được bình thường như người ta, nó không khỏe. Vậy mà ngày nào được hay ngày đó vậy đó. Rồi bởi vậy hồi xưa người ta thấy cha mẹ chết hết rồi, thấy nó không có khả năng nó làm nhà, rồi người ta thấy vậy người ta mới cho cái nhà tình thương. Cái nhà tình thương phía bên đây. Nhà tình thương đó. Mà năm hồi xưa là mình năm ở nhà này luôn hả? Mà năm còn nhỏ. Hồi xưa mình ở nhà này luôn nè. Dạ. Cái nhà này lâu dữ lắm rồi. Lâu đời dữ lắm rồi. Dạ hả? Trời ơi, thiệt người ta cho nó mà mừng thấy ghê luôn á. Hồi đó cũng nghèo đó, cũng đi chính gớp mọi người vậy nên năm trăm. Cũng chỉ gom gớp, chị em gom gớp lại thì làm lại cái nhà này nè. Hồi đó gom gớp 100-200 mới làm được cái nhà chứ cũng không có tiền, cha mẹ cũng không có đủ tiền làm nữa. Đóng góp không á. Dạ. Chị đang nấu món gì vậy? Lạp bò. Dê hả? Lòng dê hả? Lòng dê xạo gì chị? Lòng dê đắp lạp á. Thấy xong rồi con chở nước trời lên nó lẩu. Nó lẩu hả? Lẩu lòng dê hả? Làm chín này hả Nguyệt, rồi mới nấu nước không Nguyệt? Dây nè, xong rồi bà chở nước vừa vô. Lẩu vừa vô. Nấu lẩu. Ăn với mất với cả thằng ngon á.
Vậy là mới đầu chị làm cho sạch rồi chị xào hả chị Nguyệt? Ốp ốp chao ốp tương nè. Ốp chao ốp tương. Chao rồi ốp tương. Chao tương xả đâm rồi. Lạ thế, món này Khánh không biết. Biết làm đồ nhậu mà không biết đó. Chắc có chồng nhậu. Ừ, mới biết làm đồ nhậu. Bởi vậy vậy đó. Mở gì đồ nhậu mở dở không? Ăn cơm thì làm được, bị bệnh như không? Ngọt, chú yếu được. Khánh đi gần sao? Ủa? Bắt cái bếp ở sau đây hả mà Nam? Ừ. Tới ngày đám giỗ mới súng xích về nè. Chứ bình thường thì không cũng có mình nó, bình thường có mình nó à, rồi dạ. Nó đi mần tới sáng đi chiều mới về vậy á. Dạ. Ủa? À, nước lẩu không anh? À, nước cháo à, cháo. Nước cháo bỏ củ cải đỏ, củ cải đắng vô với này cho nó trong nước đó. Nó trong nước nè. Dạ. Nó nói nó trong, nó trong nè, để củ cải đỏ trong với một nước. Cháo. Bên đây mở hầm. Dạ. Đám dỗ về cái mỗi người mua một miếng miếng gì xúm nhau làm vậy. Canh, canh bắp cải. Cũng như sáng mà mua đồ, với mà mua đồ rồi cái mở chợ đem vô làm. Xúm nha chị ra là. Vậy là ở trong nhà có mấy chị em thôi chứ đâu có ai lạ đâu. Có mợ, mợ đó là mợ mợ được. Em dâu của má với chị Út thì cũng bà con ở gần bên luôn. Dạ. Bình thường thì sáng nó đi mần nhẹ thánh rồi cái chiều nó về chị, có khi nó ghé hàng cháo nó ăn cơm rồi thôi à. Khi nó đồ đã ăn tạm lấy hả? Gì gì tức gì thứ năm, chị Năm. Dì Năm là mẹ con thấy anh đó phải không? Con thấy đồ đạc cái gì để trong mấy cái này bỏ đâu nhà quá. Để trong tủ ngoài này ta lấy hết luôn. Dạ, còn để coi đâu có ai đâu. Cái xô xách nước, cái xô xách nước cũng không có nữa. Không có còn cái thứ gì trơn á. Đặt giặt vậy mà người ta cũng lấy của mình. Rồi thấy là mợ nói ai mà lấy đồ cũng nó cũng như vô chùa, lấy đồ cũng chùa vậy. Mới nè, mợ mới kêu giặt đồ phơi lên đặng mơi đi mần đó. Để chiều thì giặt không kịp. Ủa, cái đất ở Úc được tới đâu mà Nam? Cũng như á, hồi xưa á, bà ngoại còn sống á, thì cho nó có một công một hoàng trước á. Rồi còn một công là phần của bà Hưởng. Còn giờ này á, thì đưa nó hết là cũng như có một công mấy à, hết trơn có một công mấy vậy á. Mà đám tiệc đồ đứa đó lúc nay mà mướn cũng như mình phải trả ra người ta là mình phải đi không có đủ đủ đâu hết trơn á, phải đi mần thêm vậy đó. Vì tới tháng phải đi lãnh thuốc uống nữa. Mà vừa đốt đang nóng lỏng bỏ mấy cây hả? Ờ có khi mặn nữa nè. Ờ mặn dồi xong hết rồi. Ủa này có củ xài nước dũng luôn. Ở đây thành nó cây sao quá nó làm không nổi hết. Dạ. Nước cây kéo sao quá nó làm không nổi. Xài nước chủng không à? Dạ. Kéo ra tới ngoài lậu đanh nãy chỗ nãy thánh vô hả mà Nam? Đó. Chừng khoảng chừng 300 mét ha. Ờ khoảng 300 mét. 300 mét. Mà mấy lu xi măng này lủng ra này. Cái vậy chứ không xài được. Nãy mở sắt cậy luôn chảy. Ủa cái đó có cây nước cái gì mà Nam? Cái mu tưa mà nó hư rồi, hôm mỗi lần nó mu tưa nó để đó đó. Hả? Rồi hư cái mu tưa luôn rồi nó không có mua nổi. Vậy giờ chỉ xách nước chủng lên không à. Đó vậy là cẩu xách từng sơn sau lên bỏ luôn lu luôn hả? Cái xô đó không có quay mà nó cất chứ mới để ngoài cũng mất xô đó luôn rồi. Ừ. Nó tham dữ vậy. Mợ đi xuống đây hen, mợ phải mua chai nước rửa chén mua đồ để đây là mất hết trơn. Tôi tham dữ vậy. Ừ, còn mợ đó cây vú sữa anh trước hen là khỏi có ăn cái nào. Còn xài cũng vậy, xài nó đi không có nhà bà ta tới mà hái. Ở trong đây tẻo không mà Nam? Tẻo. Tẻo ha. Ừ, mà kiểu như tối ngày nó sáng nó đi chiều nó về á. Chiều về ngủ rồi á. Thấy sống kiểu thấy tầm nghiệp đó. Thấy có người nó vui. Mợ nói bởi vì nhà không có đàn bà khó lắm. Vất vả lắm, không có dọn dẹp nhà cửa được. Mà nhà không có đàn ông với nhà không có đàn bà. Không có. Nhà nào khó hơn mà Nam? À, không có đàn ông thì mình có tiền mình mướn. Còn mình không có tiền. Thì không có tiền thì cũng vất vả à. Mà nói chung là hai cái đều hết. Hai cái đều hết. Mà đàn ông thì mà thấy bê tha hơn. Còn bà nói chứ cũng đỡ. Đỡ hơn được một chút. Cũng tùy theo người nghe. Chứ mới thấy có người có đàn bà ở nhà cũng bê tha hết mộ luôn. Ôi vậy cậu nào cậu Út có chứa nước ngọt xài không mà Năm? Không. Không có luôn nước ngọt nào hết hả? Không có luôn nước ngọt nào hết trơn. Nó vậy? Bỏ nó luôn rồi kia người ta cho nó đựng luôn. Mà nước ngọt nó mở nó đựng nó xài. Xài sợ dĩ trì á bị gì nhiễm trì. Nó khoan á. Khoan dưới
ăn uống không có được, đừng có mua nước thùng đỡ đi. Dễ hả? Ừ. Trời ơi, vậy là mà cậu ăn thùng nào, uống vừa ăn vừa uống mua thùng 10.000 á, 12.000 á, 12, 13.000 rồi ăn hết thùng nào thì đi đổi thùng đó thôi, chứ còn không có chứa nước ngọt xài. Không, thì cậu nấu ăn cậu cũng lấy nước đó luôn, lấy nước đó luôn từ hổm nay. Dạ. Đến đây đám dỗ mà nói mày chuẩn bị nước còn nấu nha, chứ không có nước nấu rồi nó mua mấy thùng. Cậu Út nó không có khôn lanh, biểu gì nó làm nấy vậy. Hồi xưa có vậy không anh? Hồi xưa cậu Út có vậy không? Hồi xưa giờ nó vậy á. Rồi bởi vì đám dỗ mà hỏi mua gì, đưa tiền mợ mua, đặng mợ làm cho. Rồi nó đưa đó, rồi mình chỉ nó mua gì gì mợ mua mà xách xuống à. Ủa, cậu sao hồi nãy cậu Út đi chợ mua lạc vặt hả Kim hả? Lạc vặt cũng như thiếu gì nha, mợ Kim nó mua cũng như dạ. Ví dụ như dầu, đồ ăn, đồ này kia nó cũng biết, dạ. Chuẩn bị á. Dạ. Trời ơi, mà sợ đêm hôm nó bệnh nó chết luôn á. Mà nói nó hoài. Mà cậu Út có nhậu không? Nhậu, mà gậy nó. Mà gậy nó, mà nói mày nói mình đừng nhậu, nhậu rồi nó chết. Thú cái mày hay á. Mà sáng để nóng đồ mà kêu đi giặt đi, phơi động mây mặn rồi nó đi ăn giặt á. Con sao này, con nuôi chưa yếu là con nuôi con nổi rồi. Trời thiệt, nhưng mà em tính vậy là đúng á. Chị Nguyệt được mấy đứa rồi chị Mạnh Năm? Ba đứa hả? Hai đứa. Chị Nguyệt phải cái mẹ của cái thằng nhỏ mà bữa hẳn dì Tư giữ không? À, giữ là mẹ con bé bầu lẫn cái út của dì Tư. Cái này là thứ năm. Còn nhỏ này là con dâu. Cái này là dâu. Dạ 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 dạ. Thôi nhưng mà làm nước không à? Dạ thôi, đường con đâu. Nước là rất. Chị Tư tổng gửi hả? Chị Tư tổng gửi. Con làm nước cho nó uống đi chứ sao. Dạ. Đập nước đá rồi đi con cho em này với em đó uống. Nước đá đập rồi không? À, bút ngoài á. Ca có luôn để người ghế đứa. Chị Nguyệt chỉ biết làm đồ nhậu nhìn thấy cũng ngon quá ha. Nhậu mà. Chị Nguyệt. Như chồng vậy nhậu rồi hả? Làm ăn món gì là chị đi nấu món đó hả? Để tên YouTube nhá ba. Kể mình chiều chồng với người ta. Mà anh biết làm không? Biết chứ. Dạ hả? Món ăn ngon lắm à. Hả? Hai chồng biết làm hả Tê? Hay chứ. Cái này chị kêu bằng lẩu dê hả? Lẩu dê. Hả? Lẩu lòng dê. Hả? Lòng này là chị mua là người ta làm sạch chưa ha? Mình về mua về mình phải đúng tự là mình làm. Người ta làm sơ rồi mình phải về mình làm lại. Dạ. Em không biết làm lòng. Cũng đi được rồi, xong hết rồi đó. Rồi kêu nó lấy dĩa này rồi sắc trộn luôn ấy chú. Làm nó về để mình nhúng nước sôi ha, sao chị? Mình rửa bà để thịt vô trộn là ngọt ngay luôn khỏi. Mình rửa rượu lại. Rửa rượu nữa lấy lại cái lòng đen nó dơ lắm. Rồi nó có tắn không? Không, nó là cái lòng đen nhưng mà ý là nó rửa lại nó không bị hôi cỏ. Nó không bị hôi, còn nếu mình làm cái kỹ nó bị hôi rình, không rửa rượu nữa nó hôi rình à. Cái này nó ăn được. Ông mới điện nha. Cậu Năm hồi sáng nè, bà giám dẫn quanh vùng lên rồi. Ông Chính là ông Chính, cậu Chính. Của mẹ đó. Ừ, sáng không điện đó. Ông Chính, mợ Lâm nhắc ông Chính là ông Chính là cậu ruột của mẹ mình. Em của bà ngoại mình. Thì ở đâu? Thánh Thành Tân hả? Ừ. Bên Ba Giác hả anh? Ừ, sáng nghe ổng điện. Vậy hả? Mới sáng này hả anh? Khanh Dùng cục trảnh này sáng ổng điện. Thánh Tân hai á. Ừ. Bữa ba cây là bữa làm á. Sau là tới đó điện luôn hả? Vậy hả? Khanh Dùng đã này sáng điện. Khanh Dùng là người ta làm gì mà năm? Khanh Dùng là người ta gào lại, người ta không có cho đi. Người ta luôn, cấm luôn. Sáng Dùng có lên tỉnh chưa? Em chưa đi. Chưa đi được, tưởng đi anh cách nhau 2 mét. Chưa đi. Ghê quá bà nó. Ở cách đi rồi, sáng không dính không điện. Cách đi rồi sao người ta đi chợ? Không, mình người ta cung cấp lương thực cho mình. Cung cấp lương thực cho mình. Ủa cung cấp lương thực hả? Nhiêu nhiêu họ nhiêu tiền như cái nghĩa là người ta bán cho mình đó hả? Không, không, cho người ta cho, ta nuôi 4 ngày. Ủa vậy hả? 100 ngàn. Mà hết nguyên là nguyên sớm hay là chỉ có hai người đó thôi? Hết luôn, nguyên. Nguyên sớm. Ý là cung cấp nguyên sớm, nguyên áp luôn. Cung cấp nguyên ở dưới dòng cơm á, bữa hổm mà nghe đài nói là con nhỏ là nó bị ma chan thì nó 17 tuổi đó là tính đi 16 160 người hay gì hết nhiêu á, là tính ra 14 ngày là 2 tỷ mấy á, nhà nước nói á. Vậy hả? Sao giờ mốt con dọn đi như ở dưới Bình Đại đâu dọn ở dưới Bình Đại giờ cách ly 4 ngàn mấy người là nhà nước nuôi hết á, 1.600 người nhà nước nuôi hết luôn á. Nuôi cho đồ ăn luôn hả? Đồ ăn hết luôn nè, bởi nhà ớt tốn gì hết nè. Hàng gì? Hàng gì nó nói là bà bỏ tiền phụ
ủng hộ hả? Khánh không biết ủng hộ là làm sao giờ không biết thì nghe đài nói cũng như kêu gọi á, mạnh thường quân ủng hộ á, cái vụ bệnh á, người đóng góp thêm phụ tiền tiền ăn uống nghỉ cây một gia đình bị lây không có cho nó giảm lây, không cho đi tới lui đâu. Người ta tự tới nhà, người ta đem đồ tới nhà, người ta đem tới, người ta đem tới à, người ta đem tới mình khỏi đi à, mà sao ở trên đó lây ta? Cái người ở đâu nó đi nay mấy ngày rồi ghé chỗ đó một cái chuyện động chuyện này kìa. Người ơi, con thấy kinh ra rửa, con ơi thấy kinh ra rửa bộ sao mà con coi vậy? Con coi nhà cô Út nha. Có nhà em. Ủa cô không có để cái bảng nhà tình thương hả? Không có nhà nó cho tợ coi vậy, không nó không có gắn bảng, nó không cho, nó không chịu gắn bảng. Ủa vậy hả? Nó cho vậy lên nhà tình thương vậy, nó khỏi cần gắn bảng. Dạ. Nó cho vậy á. Dạ. Không cho mới về. Dạ, ủa, mình lên thành phố là người ta không cho mình về hay gì tư? Ừ, ở trển. Thế ba ở đâu ở đó người ta. Thiệt đúng hả? Thiệt, mấy người đi thành phố vậy nè, người ta đưa con người ta lên trển vậy là gì á, là người ta đo vậy. Người ta lấy cái cây đo độ á, người ta đo nhiệt độ. À. Có nhiệt độ thấp người ta còn được tự lên người ta bỏ lại. Để giờ mình ở lại 3 ngày. Có nghĩa là cái người nào mà nhiệt độ không bình thường thì giữ lại 3 ngày. Còn cái người mà bình thường thì cho về. Cho về. Dạ. Mình hả, có cái gì mà hơi ho ha, hơi bị sốt rồi ở lại. Vậy hả dì Tư? Ngày hôm qua bà kia đi thành phố gì bà mới kể, bà nói là lên tới bữa cái gì mà ngay chỗ cao tốc mà ngay chỗ góp tiền á, dạ. Tới đó chặn lại hết trơn luôn, xe nào cũng chặn xe tải vậy hả? Y như bán tốc độ vậy hả chị? Ý là đủ còn, có chặn chốt em chút còn đủ còn vậy hả? Xe nào người nào phải thử lên xe thử. Vậy thôi đi lên thành phố mà tự nhiên bị cảm cái thời gian không được luôn á. Mình đi vòng vòng mình chơi thì mình thấy sau hè của cậu Út có một cây xài. Bữa hôm cậu Út có nói mình, cậu Út hỏi ăn xài không, lên nhà Út hái. Nhà cậu Út có một cây xài, xài là xài tứ quý. Đó, mà nó còn tơ, nó mới còn nhỏ. Ơ con trái chín kìa hả, thấy không? Kìa, con trái chín cây kìa. Thấy không? Ở dưới hả? Ở giữa dính á. Vàng vàng á, thấy không? Cái này sắp chín nè, mềm mềm luôn á. Cái này nó hơi vàng vàng nè ha, mềm mềm tay nè, chín luôn rồi. Chín này, cái này chín ngắt hả? Nè, cái này chín ngắt hả? Chín ngắt à? Cái này mềm tay nè. À, vậy là ở ngoài này cũng có 3-4 tái nha, nếu gần chín luôn rồi. Mình thấy tên đó nó dạng hết trơn này. Ăn ghê luôn á. Chúc mình xin cậu không tái gì làm đứt máy đường. Rồi cắt thêm 1-2 lớp ớt. Chắc sắc mỏng mỏng cho măng. Chắc ngon lắm. Nửa công với tàu á. Đông quá trời, đi lên tới hai con. Đỡ đi. Con nít cháu của mình nào đâu có cháu đâu. Cháu của dì Tư. Ừ. Tư rồi ai nữa? Thì đó cháu bà thầm á. Có mình cháu dì Tư không mà nhiêu đứa nhỉ? Mở nói bà là có đứt cháu lắm. Đây nè, con Ngọc nè. Nè, cháu không á. Đó bả đó. Vì con thấy nè, Khánh thấy năm sáu đứa lần mà nó. Ở ngoài kìa, bả đứng ngoài ngoài khúc lớp rồi mà kìa. Đó. Ăn ngủ quả không á. Bả không á. Mấy con hùng nha, bệnh. Còn chưa đủ có 8 đứa vậy nè, mấy bả nè còn chưa biết đi. Thiệt luôn hả? Mấy năm. Ủa, này, mình thấy là ở đây cháu của chị Tư rất là nhiều. Đó là nhỏ con em đó. Hai đứa này đó. Con còn còn thằng hậu á. Con còn thằng hậu á. Đây, thằng cao thằng thấp rồi chơi cậu Út. Ừ. Thằng cao thằng thấp rồi Út. Hả? Thằng cao hay thằng thấp? Cao là con Cường. Con Cường, con thằng thằng thấp là con đen. À, con thằng đen. Cao là con của anh Cường thợ hậu hả? Thợ hậu. Dạ. Rồi anh Cường sao bữa nay con thấy? Nó đi chích con đi, con bệnh nhỏ thằng đẻ đẻ sao á. Dạ. Đi chích đây. Dạ. Chút con tương tới giờ. Dạ. Cái này gọi rồi. Mà Nam ơi. Hồi đó ông ngoại bà ngoại cao không mà sao Khánh thấy cậu Út với mà Nam ai cũng cao thằng. Ông ngoại cao. Má bà ngoại. Ai cũng cao. Bà ngoại cũng trần trung chứ không có lùn. Dạ. Nhà không có người lùn. Dạ. Lùn còn nhà Khánh người lùn không à. Ai mẹ Khánh lùn. Mẹ Khánh lùn bông đã không đặt đó không á. Vớt á. Vớt cái đồ vớt. Nhà thấy vậy trung trung đâu có lùn không á. Ừ. Có lùn con nó con khóc á.
Ồ vậy một năm là dì Tư với dì Năm. Dì Năm về với mợ Năm rồi về hai lần hả? Mợ Tư về quá một về. Hả? Năm về 4 lần. Năm về 4 lần. Cái này đáng lẽ để thuốc bắc chứ quấy khâu vô mà cốt nó không chịu gì thuốc bắc không để. Vậy là thành dê hàm thuốc bắc đó hả? Không phải cái lẩu dê nhưng mà phải có mấy cái vị đó nó mới thơm. Vậy hả? Ừ, nhưng mà cốt không chịu. Mua thuốc bắc không cho để. Để hầu với quấy khâu bỏ vô nó thơm lắm. Em không có biết, em không biết nấu cái món này tại vì em nhà em không có ai nhậu nên em biết rồi, em gành. Để hồi mình phải rang nha. Rang quế phải rang. Quế với hồi mình phải rang cho thơm. Vậy là chị đừng bỏ cho nó thơm. Về đứng cô Dung, quên giờ mình dừng chị. Thì em, nhỏ này uống hết. Cô Sáng uống cái gái thơm á. Dì Tư hai. Cô Dung đang là chị thứ hai. Thứ hai còn hai đứa nữa. Đó, em bút hả? Bút hết chị. Bốn đứa nói nhìn kỹ giống giống hay gì em không dạ. Dạ con được 32 tuổi rồi. Con có cháu chưa? Dạ con có rồi. Mấy đứa còn? Con một đứa 3 tuổi, gái. Dạ. Nhà gì gần đây không? Con Dung. Bà mợ, con kêu bà. Dạ, mợ rồi. 8 năm con gặp mày. Bà Út không? Mợ Út mở gần đây. Ôi bà Út gần đây không? Trên kia chứ. Dạ. Mày có thấy bà Thọt đâu không Đèo? Đây. Không có bà Thọt, có bà Sinh nữa đâu. Bà ủa trời ơi, ủa cái cháu này là ai? Con cháu chồng của cháu ngoại của anh ba. Bà con với chồng thanh tao bà xui tôi. Rồi nói anh ba. Con cần có quay phim nè, chúng bà hả không? Trời đất ơi, mày quay phim tao mày không cho nhà, cho gạo, cho tiền là tao quánh mày đó. Vậy ha? Là con là con của con thứ sáu phải không? Dạ con đúng rồi. Ừ. Con biết thằng Dũng không? Dạ con không biết. Thằng Dũng là rể bà con bà sáu, nó mới ở nhà bà đặng nó mới về. Để con hỏi mẹ Năm. Con mới biết. Dạ. Con không biết hả? Dạ. Mẹ con chắc có lẽ biết. Dạ mẹ con biết. Ừ. Cũng như ông nội con thứ ba, bà mừng xui với người thứ sáu. Không, ông ngoại con. À, ông ngoại quên nói ông dạ. Nội nói là ông ngoại con thứ ba. Đúng đúng anh ba. Dạ. Rồi nói bà chui của bà thứ sáu. Là rể của bà đó là kêu ông ngoại con cậu ruột. Hồi nãy nó mới ở nhà bà. Mở nắm. Bà này là bà Út là ông nói nãy giờ bà sáu. Bà sáu là em ông ngoại. À, nói nãy chui của bà sáu. Ờ chui. Dạ. Bà sáu bà khỏe hơn bà Út. Trời đất ơi bà. Mỹ hoài bà trong mẹ con hoài nói không phải biểu qua cho tiền cho bà mà qua coi mẹ con ra làm sao. Dạ. Lâu không gặp. Dạ. Hoài là bà nhà. Ôi, mẹ con kể mẹ con đi chợ cái gặp bà sáu bà đi chợ cái mẹ con thấy bà vuốt cọng dừa á rồi mẹ con cho tiền bà hoài à mà lúc này mẹ con không có đi chợ nữa. Đi chợ bà đâu có đi bà bụng rồi mấy năm nay bà có đi. Vậy hả? Ừ, mẹ hả bà? Ừ mẹ con bà nó hỏi thăm coi vậy mà để trả tiền cho ông bà coi coi vậy mà mẹ con nó là rành sao bà dạ. Lớn vậy á dạ. Chứ không phải trông mẹ con qua cho tiền cho gạo dạ. Nó nghe về dạ. Là rể của bà tay của bà sáu dạ rồi con hiểu rồi nói rể của bà là tay của bà sáu ừ, rồi con hiểu rồi. Con kêu bằng cậu cậu con kêu bằng cậu cậu Tư dạ. Ờ nó mới ở nhà bà nãy nè dạ. Rồi nó nói à, à trăm chỉ qua đặng tôi coi cái chỉ bên lớn mà bển cái bà qua nhà cái nói trời ơi cái trông con hồi bà nhỏ mẹ con rất thân với cô sáu của mẹ con cho ừ. Nên là mẹ con thương cô bà đó bà ừ. Sáu đó lắm. Rồi con về đây hồi nào hả? Con ở nhà không ạ? À? Con ở nhà với mẹ con không ạ? À? Hả? Con ở nhà với mẹ con không ạ? À? Mẹ con đi đâu hết á? Mẹ con ở đâu? Mẹ con ở bên ấp 10 Tân Hành Bình. Con ở nhà đây sao có tiền cho con
con là không phải tiền của con mà tiền giống như là của nhiều mạnh thường quân ở bình hợp lại biết là mạnh thì ở bển hợp lại về rồi ai mình cho dạ đúng rồi ai khó khăn gì người ta mình giúp giùm ta vậy đó bà dạ. Bữa hổ bà nha con xuống qua đây nè dạ. Bà đằng này nè bà nha dạ bà đằng này dạ. Nó quà cái mình nó mới chỉ không quà chỉ thăm má con má nó coi chỉ bà lớn rồi dạ. Dạ. Nó mới ở bà nó về rồi hả nó mới nhẫn về rồi bà cho nó hay để chuối nó sẽ về rồi dạ. Con dâu nó nằm nhà thương bệnh này á mấy ngày mà vô mười mấy chai nước biển bị gì vậy bà nó đau vô trong bụng nó con dâu của bà Sáu rể con không phải con dâu của bà nó kêu bà Sáu con bằng bà nội con của thằng rể của bà hiểu chưa dạ con không hiểu trời ơi cũng như á con dâu của thằng rể của bà dạ. Là nó kêu bà Sáu con bà nội rồi con hiểu rồi con hiểu chưa dạ con hiểu rồi rồi đó nằm nhà thương này mấy ngày ở trên cù Long Vinh hồi dạ cháu ăn ba con bé hồng của thanh tao bà con chị xu tôi nãy giờ con quanh bà dạ. Rồi à không của con này con nhiêu tuổi rồi còn nhỏ này con ai dạ nhỏ này con của mẹ con nãy em con luôn dạ hả? Dạ vậy ha rồi con dạ. Nay nhiêu tuổi con nay 32 tuổi rồi bà có gia đình chưa dạ con có rồi à rồi có dạ. Con được chưa dạ có rồi bà vậy ha dạ rồi vậy ha con nói dạ bà không biết con nhưng mà má con không, không biết giờ mà con chưa nhưng mà nghe dạ. Bà sao à là gửi cả 25 ngàn mấy ngày nay con đón mày bữa nay gửi về 25 ngàn thì ta thốn mày lợi 25 ngàn nè cái chổi hổn. Ủa bà ở nhà bà mua cọng chổi của gì tôi rồi gì mà nó thật cái hả tại vì thằng này cảm chứng kia cũng như ra bà cũng vuốt cọng lá đồ bán vuốt cọng chổi cọng dừa dạ. Bậy bạ vậy đó dạ. Rồi sao bà đưa tiền cho dì Tư? Bà mua chổi của dì Tư? Mua chổi à, dì Tư mua cộng chổi mà bà đưa 5 cái chổi 25 ngàn đưa bà 50 mấy bữa nay bà không có tiền thối. Ủa bà biết bỏ chổi hay là bà... Trời ơi bữa cái chổi bà bán 25 bà mướn họ ăn công 10 ngàn bà không biết bó họ bó mướn rồi về bà bán 25 rồi dạ. Bà 15 ngàn của bà giót bà phơi dạ nó vậy á chứ công của bà đi vú cọng lá bà rồi bà phơi bà mướn người ta bó 10 ngàn ăn 10 ngàn về bà bán 25 bà 15 là cái công của bà này nọ đó dạ giờ bà năm nay bà nhiêu tuổi thì bà năm nay á là 75 tuổi dạ đi lên cái xuống cái rồi nói nữa rồi quay phim nữa này là chao á lẩu này chấm chao hả chị quên chùa xã đâu biết xã đâu ra chị đi hồi 3 giờ ôi xã mà làm gì mày mai qua anh Cường ủa kêu khách vô lại em bé của anh Cường hả đúng rồi nay đi chích ngừa ủa đi chích ngừa chứ không phải là chích ngừa